Cùng mình update chiếc bể sau gần 2 tháng. Như các bạn có thể thấy thì thực vật ở trong bể đã và đang phát triển. Vải ốc bắt đầu đâm chồi và bám rễ vào tường. Đối với những ai yêu thích dương sĩ lá cứng thì chắc chắn sẽ thích khoảnh khắc này. Khi mà chúng bắt đầu sinh sôi ở thế hệ thứ hai. Đây là chiếc bể mà mình thích nhất, mặc dù nó rất là đơn giản. Với cách bố trí layout thoáng như thế này thì nó cho phép các thực vật bên trong phát triển tốt nhất. Ví dụ như em hổ nhĩ như thế này, nó đã sinh ra cho mình một đứa cháu đích tôn. Hay là em rau má hương, rễ của nó phát triển cực tốt. Nếu ai thích chiếc bể này thì hãy eBay cho mình nhé, mình bán chứ không có cho. Và chúng mình là Hiltera.